Ừ? Anh ấy đến đây làm gì ta? Cho cậu ta vào đi. Anh hả? Vâng. Tôi là người vừa nói chuyện điện thoại với bà, Ha Jun. Rất vui được gặp bà. Luật sư à, có gì không ổn sao? Tôi nghĩ là mình đã đến không đúng lúc rồi. Cho phép tôi xin lỗi. Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại, có được hay không vậy? Quên đã, đừng đi. Bây giờ nghĩ lại thì cậu cũng chẳng phải cha Linh Trung, cũng chẳng phải gươm mảnh bóc. Hay, cậu không có tên, cũng không có ba mẹ. Nếu cha Linh Trung thật xuất hiện, cậu sẽ không nhận được thừa kế gì hết. Con là con của ai? Trang Tê Ha. Chính là con đây, là con trai của Trang Tê Ha. Con hãy nhớ kỹ điều này. 15 năm sau tính từ bây giờ, con sẽ là thủ tướng của nước Đại Hàn Dân Quốc này. Anh Trung à, con chính là giấc mơ cuối cùng của ba đó. Con chính là giấc mơ cả đời của ta. Giấc mơ cuối cùng của Trang Tê Hà. Hãy tha thứ cho con thưa ba. Con muốn tiếp tục hoàn thành giấc mơ của cả đời ba. Con muốn tiếp tục được làm con trai của ba. Con sẽ hoàn thành nó, giấc mơ của một đời ba. Tình con xin ba, hãy tha thứ cho con. Con chính là con trai của ba. Bởi vì ba, nó không thể là Ha Anh Trung được. Ba sẽ phải cần tới con. Tôi đã tự thú với anh bốn. Hắn ta bảo tôi phải mang bằng chứng đến trả giá. Cái này tôi đã mua lại một cái tương tự. Đi đi. Và đối với hắn là anh mang bằng chứng tới, tôi sẽ được thả ra thôi. Bởi nếu đặt tôi vào vụ này thì việc điều tra sẽ kết thúc. Mà tôi không phải là mục tiêu của Han Ninh Trinh, đúng như vậy. Anh cần đi và giao cái khuya mang xếp này vào tay của Han Ninh Trinh. Sao? Anh có mang quyển sổ tiết kiệm mà được giao cho đội cảnh sát kiểm toán không? Có hay là không? Do hôm xảy ra tai nạn, lúc 5 giờ 17 phút sáng, luật sư xe của bà mang biển số là 3556 đã bị chụp lại. Từ hộp đen xe Lee Seung Chun mang biển số 5964. Người này lúc đó tình cờ đi ngang qua trường tiểu học Trung Sinh. Lúc đó ông Chan Tae Ha chắc chắn là ở trong đó. Tôi sẽ hỏi bà một lần nữa. Chiếc hộp đen đó, bà có cập nhật thường xuyên hay không? Hay là bà đã cập nhật vào ngày hôm đó? Nó đã bị xóa đi cho nên bà không có được nó. Bà đừng trả lời một cách mơ hồ. Hãy cho tôi biết chính xác đi.
Tôi sẽ kiểm tra và gọi lại cho cậu. Tôi sẽ đợi tin tức của bà. Nhất định hãy liên lạc với tôi. Chẳng lẽ không có ai chăm sóc cho cậu sao? Sao chứ? Vợ của cậu, cậu đi sai rồi. Cậu nặng bao nhiêu vậy? Cậu cao bao nhiêu? Nói tôi nghe. Hả? Cậu đã ăn cơm chưa? Cậu không chỉ làm việc và nhịn đói chứ? Cậu muốn ăn trưa cùng với tôi không? Cậu thích thịt lợn cốt lết có phải không? Không ạ. Đó chỉ là món mà người ta thích ăn lúc nhỏ thôi. Vậy thì cậu thích ăn món gì? Món ăn nào tôi cũng ăn được cả. Vì bà hợp tác điều tra, nên bữa cơm này tôi sẽ mời bà. Tôi xin phép. Ngày bầu chữa đó đã được thay đổi sang thứ năm lúc 10 giờ sáng rồi. Thưa bà nghe rõ rồi chứ? Dạ phải, đúng rồi ạ. Lúc 10 giờ, giờ chân bà không được tốt, nên cháu sẽ đón bà ở Daegu lúc 8 giờ nha bà. À không, bà sẽ đến công ty luật cùng với cháu, sau đó đi xe của luật sư đến tòa án ạ. Bà yên tâm đi, để cháu lo hết cho hả? Dạ không đâu, không có gì vất vả đâu bà. Cháu vốn rất khỏe mạnh mà bà. Nếu như bà ngồi xe lăn thấy không thoải mái thì cháu cõng bà cũng được mà. Bà có muốn cháu cõng bà không ạ? Cháu đùa thôi ạ. Để đi nè. Anh nói chuyện với giám đốc xong rồi sao? Em ngồi ở đâu? Ở đằng kia. Em vẫn còn thời gian phải không? Đi ăn đi, anh sẽ mời. Bảo cô ấy cùng đi luôn đi. Cô ấy nữa sao? Sao? Cô ấy còn kiếm nhiều tiền hơn cả anh nữa đó. Theo em thấy thì trong ba người chúng ta là người đáng thương nhất đó. Anh nghĩ sẽ khao mọi người bằng động lực ít ỏi của mình hay sao? Sao anh phải khao chứ? Biết rồi con nhóc này. Cảnh sát hả? Nghe nói lương của cô bây giờ cao hơn tôi rồi. Đã chúng tôi một bữa trưa đi. Sao? Đi thôi, ăn cơm trưa đi. Anh luôn làm những gì anh muốn. Anh chẳng quan tâm lịch thiệp gì cả. Còn không có tiền nữa chứ. Cái gì mà ăn canh xuân đê vào ngày nóng nực này sao? Thậm chí anh còn chẳng hỏi mà cứ đi thẳng đến đây theo ý anh hả? Nè. Sao? Anh cảnh cáo em đó. Nếu như không muốn ăn thì im lặng đi ra ngoài. Còn nếu như muốn ăn, ngậm miệng lại mà ăn đi. Không phải anh cũng có tay sao? Anh đang để muỗng trên bàn kìa. Nè, hả Su Jun à? Sao hả ha, ông Jun? Cô Ami cũng không thích canh sun đê sao? Dạ. Tôi chỉ đùa với anh thôi mà. Tôi thích ăn đó. Tôi lúc nào cũng thích món này. Tuy nhiên, anh vẫn nên hỏi người ta muốn ăn gì khi ra ngoài. Đặc biệt là với phụ nữ. Nhất là món này đó, anh phải nên hỏi trước.
không có nhiều phụ nữ thích ăn món này đâu. Kệ đi, chúng ta ăn thôi. Tôi không có lý do gì để đến với phụ nữ cả. Nhưng mà sao vừa nãy tự nhiên giám đốc lại khóc ha? Có phải là tại anh không ta? Khi anh đến, cô ấy khóc ngay khi nhìn thấy anh đó, đúng không? Anh đang điều tra vụ gì lớn vậy mà lại khiến cho giám đốc của em khóc hả? Anh thật là làm cho em khó xử đó. Khi đó giám đốc nói với em là muốn xem ảnh của anh đó. Em đã có chút linh cảm không tốt rồi. Bà ấy muốn xem ảnh của anh hay sao? Anh có mấy người con rồi? Một con trai lớn và một con gái. Một người con trai sao? Nếu như đứa trẻ bị bắt nó vẫn còn sống, mà nghĩ hắn sẽ nuôi nó sao? Nếu hắn ta muốn trả lại đứa bé thì hắn ta đã quay lại để trả đứa bé lâu rồi. Nếu hắn bỏ cho đứa bé thì ai nuôi nó? Tình bắt cóc là còn nuôi đứa bé đó sao? Tôi từ bệnh viện tôi thấy cô đánh rơi cái này. Tôi nghĩ nếu không có đó cô sẽ không ngủ được. Tôi sẽ uống hết. Và cũng ngủ ngon nữa. Dạ. Một người đàn ông ốm yếu. Được rồi. Một chút thôi, cứ như vậy đi. Một chút thôi. Vậy tôi sẽ là bạn của anh, để cho anh không phải trải qua khó khăn một mình, để anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi sẽ là bạn của anh nha. Có thật là anh không? Có thật anh chính là người đã bắt con trai của tôi không? Không phải đâu. Không phải, có đúng không? Đây là không phải chứ. Nếu anh là người bắt cóc con trai tôi, anh không nên làm điều này với tôi chứ. Lẽ ra anh không nên làm như vậy với tôi, đúng không? Cảnh sát ha, anh cần bao nhiêu tiền? À không, con trai cảnh sát ha, cần bao nhiêu tiền cho mạng sống của con anh? Hiểu đi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cho cái chết của con tôi? Tôi không cần gì hết. Hãy trả con cho tôi, để tôi có thể ôm nó. Dù chỉ là một phút, cho tôi một phút thôi. Chỉ một lần. Chỉ một lần thôi.
trai ông, tôi đã đưa nó đi cùng rồi, đừng tìm nó nữa. Đột nhiên kêu em là có thể làm nhân chứng được, thật là phát điên lên được. Hẹn gặp lại nha. Nè, đi cẩn thận đó. Vậy việc điều tra đó, những cảnh sát khác có làm được không ạ? Sao vậy? Chỉ là việc xảy ra lần trước đó làm ông chú đó cũng rất lo lắng. Tôi sẽ đi mua cà phê, nếu cô ăn xong rồi thì cũng đứng dậy đi luôn. Việc điều tra anh có thể bỏ hay không? Tôi xin anh đó, cảnh sát Hà. Cô lo lắng cho tôi sao? Cô không cần làm như vậy đâu, tôi đã có người lo lắng cho tôi rồi. Bữa trưa nay cô trả tiền được chứ? Mình sẽ ngăn anh ta bằng cách nào đây? Làm thế nào để ngăn được anh ta chứ? Bà đẻ của anh ấy và cả mẹ đẻ của anh ấy nữa. Anh có thể đi được rồi. Tôi đang no căng cả bụng đây, đi đến văn phòng đi. Anh không thể để một người đáng thương tự đi về phải không? Tôi không có cảm thấy cô đáng thương. Không phải như vậy đâu, cho nên đừng có hạ thấp mình. Nếu là như vậy thì tôi như thế nào với anh đây? Mà anh á, thì lại đối xử với tôi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trên bãi biển vậy. Thực sự bây giờ anh không phải làm như vậy đâu, tôi thấy không thoải mái. Việc điều tra của công ty chẳng, nếu như tôi làm tốt thì nhà của cô đã không bị cháy. Chiếc xe đạp ở hiện trường tai nạn, nếu làm chính xác ngay từ đầu. Chiếc xe đạp đó bị làm sao? Thôi bỏ đi. Con cô là vì tôi luôn cảm thấy có lỗi với con của cô. Khi cô đang ở bệnh viện, tôi đã nói với nó sẽ chăm sóc cho cô. Vì vậy cho nên hãy về bên ba nói thật thành thật. Là vì lời hứa của tôi mà cô không thoải mái, mong cô hãy cố chịu. Vì tôi phải giữ lời hứa của mình với con cô. Sao cô lại làm vậy? Wami, cô mất trí rồi hay sao hả? Sao lại phải đẩy tôi? Sao cô lại làm như vậy hả? Có đầu óc không? Có suy nghĩ hay không vậy? Cô có hai thân mà không có đầu à? Sao anh lại quát tôi như vậy chứ? Được thôi, tôi không có đầu, tôi không biết suy nghĩ. Và tôi có hai thân đó, vừa lòng chứ? Tôi cứu anh mà anh còn quát tôi. Làm sai còn mắng người đúng. Là anh đó, hả? Cứ như là anh làm đúng mà tức giận vậy đó. Là anh đó. Lúc đó làm gì mà có thời gian suy nghĩ chứ. Anh sắp bị thương rồi, làm sao mà tôi suy nghĩ được. Nè, em là học sinh đó hả? Bộ muốn chết hay sao? Em có hai mạng sống hay sao hả? Thiệt là. Em được trả bao nhiêu cho công việc part time này chứ? Thậm chí em còn phải đền cả chỗ này nữa đó. Thiệt là. Nếu em đi nhanh thêm 5 giây là tiêu đời luôn rồi đó. Em có thể ngủ luôn cả phần đời còn lại của mình đó. Em tên gì vậy? Kim Soo Hyun. Hả? Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun? Dạ. Nè, mấy đứa nhóc hay trêu em lắm phải không? Dạ. Nè, có một cách duy nhất để thoát khỏi chuyện đó. Em chỉ cần trở thành người nổi tiếng hơn Kim Soo Hyun trong phim Mặt Trăng Ở Mặt Trời. Vậy tốt hơn là chị bảo em xin lại một lần nữa đi. Ừ ha.
Nhưng mà mì của em có ngon không vậy? Không ngon đâu, chị đừng có mua nha. Đừng mua, đừng mua, đừng mua, đừng mua. À, xin chào anh. Anh đến đây để đăng ký hiến tặng sao? Mời ngồi. À, tôi tới để đăng ký nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại, vì tôi mắc phải một căn bệnh. Vì vậy thì vẫn được chứ? Anh mắc phải bệnh gì chứ? Ung thư tuyến tụy. À dạ. Vẫn hiến tặng được chứ? Nội tạng và các bộ phận khác thì không được. Nhưng nếu như hiến tặng giác mạc thì được. À, vậy à? Nếu vậy tôi phải làm gì? Nếu như anh điền đầy đủ vào đơn này, chúng tôi sẽ cho anh một cái thẻ đăng ký và dán nhãn vào. À, cảm ơn cậu. Khi sống tôi đã sống thật vô dụng, nhưng mà khi tôi chết thì tôi vẫn là cái vô dụng ha. Nếu như sống tốt, tôi nghĩ cậu sẽ được chết thanh thản. Thưa mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ. Con đã nghĩ rất kỹ về chuyện này. Con nghĩ mình cần phải nói cho mẹ biết. Người đã lên tiếng tố cáo về công trường cũng chính là người đã từng bắt cóc anh Trung. Mẹ đã bị ông ta lừa gạt rồi. Ông ta đã cố tình tiếp cận mẹ. Con không biết là tại sao, nhưng chắc chắn ông ta làm việc này có mục đích nào đó. Không phải là giải quyết sai lầm của công trường, mà là để làm tổn thương ba, mẹ và cả tập đoàn T2 của chúng ta nữa. Mẹ hãy dừng lại đi, cả vụ kiện và các cuộc gặp gỡ với ông ta. Hiện giờ mẹ đang bị chính kẻ đã bắt cóc Ưng Chung lừa gạt đó. Mẹ có hiểu con nói không? Làm sao con lại biết người đó chính là kẻ bắt cóc chứ? Trưởng phòng xin nói cho con, anh ta đã nhìn thấy mẹ và tên bắt cóc đó cùng ở bệnh viện. Cái gì? Con đã nói anh ta đừng báo việc này cho ba biết, và con cũng đã xin anh ta một chút thời gian. Nhưng mẹ cũng biết tính của anh ta rồi, anh ta sẽ báo cho ba chuyện này. Con cũng không biết lý do tại sao. Nếu ông ta làm vậy lần nữa thì tại sao ông ta lại trả anh Trung về? Con không hiểu tại sao ông ta lại bắt cóc anh Trung, và tại sao lại làm như vậy với chúng ta. Vì hiệu lực của vụ đó đã quá thời hạn rồi, pháp luật không có cách nào ngăn cản ông ta. Chuyện quan trọng như vậy ba cần phải biết. Nhưng mà mục tiêu chính là tôi sao? Nó lại muốn tống cổ tôi vào tù nữa sao hả? Nó phóng thích cấp dưới của tôi chỉ để tống tôi vào tù hay sao? Cậu nói vậy đúng không? Cậu ta không hề có ý định chấm dứt cuộc điều tra này vì tôi. Mục tiêu của Hàn Trường chính là chủ tịch. Cậu ta sẽ không bỏ cuộc giữa chuyện như vậy đâu. Vậy thì hoặc là tôi sẽ chết, hoặc là chính nó sẽ phải chết. Nếu tôi cần phải bảo vệ chính mình thì tôi phải xử lý thằng đó. Xử lý nó đi. Chỉ dùng một đòn thôi, tôi không cần thấy được đâu nó rơi xuống và máu chảy từ đâu. Thằng khốn nạn đó, tôi phải tận mắt thấy, tận tai nghe cái thằng khốn Hà Ưng Chung nó chết như thế nào. Thằng khốn đó, tôi phải nhìn thấy nó khóc lóc gian sinh như một con chó mới được. Đúng là thằng khốn nạn, thằng khốn nạn mà.
được rồi. Kế hoạch của con là gì hả? Con nói để việc này cho con thì hãy nói cho bà xem. Con không muốn nhúng tay vào thì giờ con có thể rút lui đó. Còn nếu con tham gia vào việc này, không phải là bà không thích. Đây không phải là công việc, đây là chuyện của bà. Dù con có không thích thì con cũng sẽ phải làm thôi. Vì con đã quyết định tham gia rồi, con sẽ không quay đầu được. Đúng vậy, đúng là con trai của ta mà. Đây là con trai tốt của ta ha. Thứ Phong Sinh, con nhìn đi, con nhìn thấy nó can đảm ghê chưa hả? Hãy chăm sóc nó, hãy bảo vệ nó thật tốt. Nó là người đàn ông sẽ làm tổng thống của đất nước trong tương lai, giống như cách cậu bảo vệ tôi. Hãy bảo vệ nó cho thật tốt, nghe chưa? Dân, thưa chủ tịch. Ai đó? Không được vào. Không ai được phép vào đây cả. Khốn kiếp. Nói bà nghe xem, con định làm cho thằng ranh con đó chết như thế nào hả? Từ tài khoản của Trướng Phong Sinh gửi tới tài khoản của anh Trung, con sẽ chuyển vào 100 triệu won. Cùng với cái khuy mang xé đã tìm thấy ở hiện trường vụ án, Trướng Phong Sinh sẽ nộp nó. Nó chính là bằng chứng vào ngày mai. Hả, anh Trung sẽ lại thả Trướng Phong Sinh một lần nữa, mặc dù đã có bằng chứng. Đó chính là kế hoạch của con. Như vậy là hắn đã nhận tiền và phóng thích kẻ sát nhân cố ý đốt nhà. Con định tống cổ thằng đó khỏi ngành cảnh sát sao? Một bức thư nặc danh sẽ gửi tới đội kiểm toán, cùng với bản kê khai tài khoản của Trương Phong Sinh và một bản phác thảo điều tra sẽ được tiến hành. Vì vậy, đội kiểm toán cảnh sát sẽ bí mật điều tra và hắn đã có được kết quả. Dấu vân tay của người làm việc đó và kết quả sẽ là sẽ có thông tin của Trương Phong Sinh. Thậm chí khi Trương Phong Sinh thừa nhận tội của mình, Hà Anh Trung sẽ vẫn phải thả anh ấy ra và sẽ không điều tra lại trước mặt tất cả các cảnh sát khác. Tất cả các hồ sơ điều tra của Hà Anh Trung sẽ là bằng chứng chứng minh sự tham nhũng của hắn chính là đồng nghiệp của anh ta, và cũng sẽ nói ra được tất cả sự thật này. Nhưng trớ trêu thay thì họ sẽ là những chứng chứng minh sự tham nhũng của chúng. Tất cả là như vậy. Chúng ta sẽ đăng tin lên truyền thông, làm trang web riêng, và ngay cả lực lượng cảnh sát cũng không thể giúp được gì Hà Anh Trung. Họ sẽ cố giải quyết thật nhanh vụ này và nhanh chóng sa thải hắn thôi. Hắn sẽ bị chính tổ chức của hắn bỏ rơi trước khi cuộc điều tra này bắt đầu. Trưởng Phòng Sự có thể trốn sang nước ngoài. Đó là tất cả những gì chúng ta sẽ làm, sẽ dễ dàng thôi. Rõ ràng là vậy rồi. Đúng vậy, hãy cứ làm như vậy đi. Cô xin phép ra ngoài một lát. Tôi có việc phải nói với ngài. Chuyện gì? Nói đi. Mẹ. Mẹ. Phải. Đúng vậy. Con đã tìm thấy nó. Con trai ruột của mẹ. Đó là lý do con sẽ tống cậu ta đi. Vì mẹ không thể dứt bỏ hắn.
vì mẹ sẽ làm như vậy mà. Nên con sẽ làm việc đó giúp mẹ, để hắn ta không thể xuất hiện trong nhà này, để hắn ta không thể xuất hiện trước mặt chúng ta, để hắn ta không thể xuất hiện trước mặt của con. Con sẽ tống cổ nó đi. Đừng có động vào con trai của mẹ, đừng có động vào Ôn Chu, con trai của mẹ, đừng có đụng vào đó, con có hiểu không hả? Con trai của mẹ, Ôn Chu là của mẹ. Vậy con có, vậy con có, giờ con là gì của mẹ? Con cũng là anh Trung mà, con cũng là con trai của mẹ mà. Mẹ không thấy sao? Giờ mẹ không thể nhìn thấy sao? Mẹ nhìn con đi, hãy nhìn kỹ mặt của con đi. Con là anh Trung, con là anh Trung, con là anh Trung, Trang anh Trung. Dừng lại đi. Vậy con đang cố làm. Hãy dừng lại ở đây đi. Hãy dừng lại ở đây đi. Mẹ xin con đó. Nhưng nếu con cứ làm như vậy, nếu như con không dừng việc này lại, mẹ sẽ không còn cách lựa chọn nào khác là nói cho ba con biết. Hà Ân Chun chính là cha Ân Chun. Ngay lúc này con đang muốn giết con trai ruột của ông ấy. Đó là tất cả những gì mẹ sẽ nói với ông ta. Mẹ sẽ làm như vậy. Mẹ sẽ làm như vậy để bảo vệ cho nó. Mẹ sẽ bảo vệ cho nó khỏi tay của con. Vậy nên mẹ xin con hãy dừng lại đi. Để mẹ cũng có thể bảo vệ con. Để mẹ cũng có thể bảo vệ con mà. Cái gì? Cậu nói cô ấy gặp ai hả? Tôi chắc chắn đó là Hai Minh Kinh. Vậy cậu đang nói, khi ở bệnh viện, người mà vợ tôi chờ đợi và gặp gỡ chính là Hàm Dân Gên sao hả? Phải. Sao trễ như vậy mà cô còn đến đây? Lần đầu cô gọi tôi đó. Sao? Bộ có chuyện gì hả? Không có. Tôi muốn nói với anh vài chuyện thôi. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi. Vậy là cô đã từ bỏ và chuẩn bị kết hôn sao? Cô chưa dùng hết mọi cách mà cô dễ dàng từ bỏ vậy sao? Cô ghét anh ta nhiều đến mức như vậy kia mà, sao cô có thể lấy hắn ta chứ? Nhưng cho dù anh có yêu ai đó đến phát điên thì chưa chắc anh đã có thể lấy được họ. Dù sao đó cũng là cuộc đời của cô mà. Cô hãy bảo trọng. Tôi biết mình phải làm thế nào mà. Nhưng mà cũng nhờ có ai đó, cho nên rồi tôi cũng sẽ ổn thôi. Tôi chỉ lo vì anh có vẻ không tự để ý đến bản thân mình lắm. Nghe cứ như là cô biết điều đó về tôi, mà tôi thì không biết. Cô đã biết chuyện gì hả? Cô đang muốn cho tôi biết chuyện gì chứ? Tôi biết gia đình cô điều tra thân phận cuộc sống của tôi và đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên chính xác là cô đã biết được điều gì. Là gì vậy? Cái gì đã khiến cho cô Trang Chu Ha lo lắng cho tôi như vậy? Trang Chu Ha, anh đừng chỉ lo điều tra ba của tôi, mà hãy tìm hiểu thêm về ba của anh đó. Sao? Ba của tôi? Cô nói vậy là ý gì?
anh nên tự mình tự tìm hiểu xem sao. Tôi gần như đã thích anh. Không phải. Là tôi đã thích anh rồi. Không đến mức toàn thân phải run rẩy. Nhưng trái tim tôi đã loạn nhịp một chút. Tôi không phải là người biết lo lắng cho người khác. Nhưng xét về mối quan tâm của tôi dành cho anh, thì trái tim của tôi đã dành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Rốt cuộc chúng ta cũng sẽ thành đối thủ của nhau trong cuộc chiến. Nhờ có ba của anh và ba tôi mà chúng ta sẽ chiến đấu với nhau bằng cả máu và nước mắt. Chúng ta hãy dồn hết sức vào cuộc chiến này. Cho dù chúng ta không thể chúc mừng người kia, nhưng ít nhất thì cũng đừng đổ lỗi cho người chiến thắng, vì chúng ta đều biết sẽ mệt mỏi và cả rất khó khăn nữa. Nhưng mà cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Anh cũng hiểu mà phải không? Gì vậy ba? Con biết ba dọn nhà kho mà, đều là đồ của con. Nếu như con thích á, thì cứ để trong hộp, còn không thích thì quăng đi, tùy con lựa chọn thôi. Ôi, phiền quá, chỉ cần ném cái hộp ở một góc thôi mà ba. Con nghĩ là trong hộp đó cũng chẳng có gì tốt đẹp ngoài bụi bặm đâu ba. Giống con, ba thậm chí còn không muốn lãng phí bụi nữa kìa. Vậy thì ba cứ giữ nó lại đi, và sẽ để dành cho ba lúc ba qua đời đó được không? Vậy cũng được. Con sẽ giữ nó và đưa cho ba sau 30 năm sau nha. Con sẽ bỏ thêm vào đó thật nhiều thứ nữa. Đến lúc đó, liệu con có thấy bụi quý giá cũng đóng với mình không ta? Không biết nữa. Khoan đã, ba của con cũng sẽ thực sự già đi đó. Con không muốn ba của con già đi đâu. Đừng già đi ba nha. Cứ vậy đi, cứ như vậy là được rồi. Nếu như ba chết thì con sẽ đối xử thực tệ với ba đó. Ba đây sẽ không già đi đâu. Ba sẽ như vậy hoài ở bên cạnh của con. Hứa đi. Ba móc tay với con đi. Ba phải giữ lại hứa của mình đó nha. Ba này.
tôi chỉ mong còn đủ thời gian để nói với cô ấy một chuyện. Mặc dù biết không còn đủ thời gian nữa, có thể tôi sẽ nói tất cả trong một ngày, hoặc có thể không bao giờ nói ra. Cô ta đã đến gặp ai chứ? Là Hàm Dân Cơn sao? Sao có thể? Sao cô ta dám? Tại sao lại là tên bắt cóc đó? Ta sẽ khiến hắn lâm vào tình thế đang vừa nhận hối lộ để thả kẻ tội phạm thông qua giết người. Chúng ta sẽ làm âm mỹ chuyện này trên báo chí, bởi phía cảnh sát có muốn cũng không được giúp Hạ Anh Trung. Và để ém chuyện này xuống một cách nhanh chóng, họ sẽ buộc hắn phải từ chức mãi mãi.
Bà biết tôi từ trước rồi phải không? Làm sao bà biết tôi hả? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải. Nhưng tôi có cảm giác như là đã từng gặp luật sư trước đây rồi. Đó là cảm giác của tôi. Có đúng vậy không? Nhưng tại sao luật sư lại đến đây? Sao luật sư lại đứng trước cửa nhà tôi vậy? Hay là bà mang đoạn băng trong hộp đen đó đến đưa cho tôi? Số tiền đó mới vừa được chuyển vào tài khoản rồi. Sao? Tôi nghe nói có số tiền 100 triệu won vừa được chuyển đi từ tài khoản của Trương Phong Xin. Bà nói gì hả? Hình như bọn họ định tố cáo chuyện này lên cục cảnh sát và cả báo chí nữa. Tôi đến để báo cho cậu biết trước. Vì sao bà lại giúp tôi? Bà cũng biết là tôi đang điều tra vụ án có liên quan đến chồng bà mà. Về bất kỳ ai thì cũng như vậy. Tôi cũng sẽ giúp. Cứ ở trong nhà đi. Tôi sẽ tiễn luật sư về. Cậu hãy cẩn thận nha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn luật sư. Liệu tôi có thể mời luật sư dùng cơm như đã hứa hay không? Tôi sẽ gọi điện lại cho luật sư. Hàm như cơn đã. Hà ơn chú. Giữa nói dối và những bí mật, điều nào sẽ tệ hơn hả? Tại sao tự nhiên bà lại hỏi như vậy chứ? Sao à? Bởi vì hình như trong nhà này có quá nhiều bí mật rồi. Và rất nhiều lời dối trá khác nữa. Vậy bà xã nghĩ là điều nào tồi tệ hơn? Tôi cũng không rõ. Lời nói dối từ một người che giấu nhiều bí mật là thứ tồi tệ nhất đó. Chính là điều đáng sợ nhất đó. Ta cảnh cáo các người,
đừng bao giờ che giấu chuyện gì mà để ta phát hiện ra. Không được nói dối điều gì dù chỉ nửa lời. Nhất là những chuyện mà ta có thể phát hiện ra dễ dàng, nên đừng có để ta bắt được tại trận đó. Sao tự nhiên phải là nhắc chuyện dối trá hay bí mật gì đó vậy? Có điều gì làm ba bận tâm sao? Có phải vậy không? Nếu như ba hỏi về bí mật của con, liệu con có thể trả lời thật lòng không hả? Đúng. Chẳng có lý do gì để ông phải biết tường tận hết mọi chuyện đâu. Cho dù tôi không cần biết hết tất cả mọi chuyện đi nữa, nhưng ít nhất cũng cần phải biết những điều cần biết chứ. Tại sao đêm hôm qua bà lại đến gặp Hà Ân Trung hả? Tôi đến để nói với cậu ta tôi không tìm thấy hộp đen đó thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Là giữa đêm hôm mà lại còn đến tận nhà Hà Miên Cơn. Tại sao bà phải ép tôi tin rằng bà đã đến tận nhà của kẻ trước đây đã bắt cóc con mình chứ hả? Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa bà và Hà Miên Cơn là gì? Cớ gì mà cứ phải đến gặp tên khốn nạn đó? Sao bà có thể qua lại với kẻ đã bắt cóc con trai bà? Chính con trai của bà đó, hắn đã bắt cóc Hà Ân Trung. Chính hắn bắt cóc Hà Ân Trung của chúng ta. Tôi không biết. Thực sự tôi không biết gì cả. Thì tại sao bà lại thường xuyên gặp hắn? Sao cứ phải gặp hắn chứ? Tôi đang hỏi tại sao bà lại qua lại với tên khốn nạn Hà Miên Cơn đó hả? Mày gặp ông ta là gì Vũ Kiện? Ông ta chính là người đã lên tiếng tố cáo. Sao? Kẻ tố cáo à? Bà dám! Chút nữa, thêm chút nữa, chút nữa, nghe đó. À, qua đã kết lại chút. Ê, một chút thôi, à, một chút thôi. À, được rồi, tốt rồi. Như vậy à? Con lấy bàn dầu nha ba. À, ê, 2 phút nữa. Nghĩ gì là 2 phút đi. Sao vậy? Ba mệt rồi hả? Thôi đi, mệt cái gì? Là gì ba lo... Con sẽ bị mệt đó con trai. Dạ. Việc buôn bán đồ nội thất sao rồi ba? À, đủ để trang trải tiền chợ búa mà, con đừng lo. Làm gì cho khoai khỏa thôi mà. Ba đừng đặt nặng vấn đề gì kiếm tiền quá. Như vậy sẽ lao tâm lao lực đó. Như vậy bệnh đau lưng đau vai của ba sẽ càng nặng hơn. À, ba muốn cùng đi leo núi với con hay không? Leo núi? Dạ, leo ở những ngọn núi gần đây trước. Đến mùa thu thì có thể leo núi Chi Ri rồi. Mùa đông thì có thể thử sức dưới núi Hành Tranh. Cắm trại trên núi luôn. Ba chưa cắm trại bao giờ đúng không? Ừ. Vui lắm đó ba. Dạ, khi nào qua mùa thay lá, núi yên bình và chúng ta sẽ có thể leo. Lúc đó sẽ cắm trại, chỉ có ba và con. Sao mùa cây thay lá sao? Lúc con còn đi học, con đã rất ghen tị vì các bạn đi cắm trại với ba nữa. Hết 2 phút rồi ba. Nếu ba còn mệt thì ba nghỉ thêm đi, để con đi làm được rồi. Sao mùa cây thay lá? Đừng chỉ lo điều tra về ba của tôi. Anh hãy tự tìm hiểu về ba của anh nữa. Sao? Ba tôi hả? Cô nói
vậy là xong. Anh hãy tự tìm hiểu xem điều tôi nói có ý nghĩa gì. Gì đây? Lại thêm một phòng chiến lược sao? Không phải là thêm mà là thay đổi nhân sự. Thay đổi kiểu này là thăng chức hay hạ chức chứ? Rõ ràng là bị hạ chức rồi. Ôi trời! Xem ra cô cũng vừa mới biết thôi ha. Cô nghĩ đây là ý kiến của Chủ tịch Trang hay là của Chủ tịch Chô? Cho nên tôi mới nói, đừng cố gắng quá sức rồi mà. Chu Trinh Quân lại bỏ Trang Chu Ha rồi. Một hòn sỏi lăn mà hất tung cả được cả tảng đá. Cuối cùng là sao ta? Chẳng lẽ cả Chu Trinh Quân cũng sắp chen vào cuộc đua này rồi hay sao chứ? Ôi, thì thiệt là... À, alo! Ôi trời, xem ai đã gọi cho tôi đây, có phải là con trai của anh Hamir Kên không ta? Tất nhiên là được rồi, gặp nhau được chứ, hẹn ở đâu vậy? Hôm đó để cậu nghe thấy bí mật kinh khủng về thân phận của mình làm cho tôi cứ bồn chồn lo lắng, không yên. Tôi cứ nghĩ phải gặp cậu ấy, chắc chắn phải gặp cậu ấy ngay. Khi nào chúng ta có thể gặp được? Được, tôi biết rồi. Vậy thì hẹn gặp lại hôm sau. Chuyện quái quỷ gì vậy? Phòng kế hoạch chiến lược mới là sao? Sao lại là tôi? Sao anh lại chuyển tôi vào cái phòng chết tiệt đó vậy? Là ý kiến của ai? Là Chủ tịch Trang đề xuất hay là... Quyết định của Chủ tịch Cho Chi Won luôn coi thường người khác vậy? Là quyết định của tôi. Là của anh sao? Vì chuyện cải tổ công ty cần thiết phải thay đổi một số phòng ban và cũng tính toán lại xem nên bãi bỏ bao nhiêu phòng ban. Công ty phát triển lớn mạnh nên có nhiều chức vụ chồng chéo phân chia quyền lợi không rõ ràng. Trước tiên tôi phải loại bỏ những con ma cà trồng lĩnh trọn 1-2 triệu won thu nhập nhưng thực tế không đóng góp cái gì. Có phải ý anh là tôi là một trong những con ma cà rồng lãnh tiền mà không đóng góp được gì sao? Kiểu đùa của anh đúng là không cười nổi. Sao anh dám chứ? Nè anh à, anh có muốn biết một con ma cà rồng thực sự sẽ làm như thế nào không? Cứ thử xem. Tôi không thể làm việc cùng một công ty với vợ của tôi. Lỡ như có cãi nhau chuyện mua căn hộ, ở lại nhà riêng thì được. Nhưng mà tôi không muốn cãi nhau với vợ ở công ty chuyên về xây dựng các cầu ốc. Vợ anh là ai chứ? Anh nói ai là vợ anh hả? Loại bỏ tôi ngay trước khi tôi trở thành vợ của anh sao? Anh còn dám gọi tôi là vợ hả? Lý do duy nhất chính là khoa trương quyền lực với tất cả nhân viên trong công ty này. Bằng cách loại bỏ tôi sao? Để cho họ biết quyền lực của anh thế nào. Con gái chủ tịch tôi còn đuổi được thì các người cứ liệu hồn đó. Anh muốn dọa họ như vậy chứ gì? Anh muốn chơi trò quyền lực với tôi sao? Em nhầm rồi. Không phải trò chơi quyền lực gì cả. Đơn giản là em của tôi. Em thuộc về tôi. Vì là em là vợ tôi. Chúng ta ở trên cùng một thuyền. Chúng ta phải cùng bay trò chơi quyền lực này. Em và tôi chúng ta sẽ loại bỏ từng người một. Điều mà em muốn, điều mà John Cho Ha muốn, tôi quyết định sẽ dành về cho em. Em yên tâm đi. Cứ tin tôi đi. Cho em biết, về khả năng chiến đấu và thành công, thì chồng của em sẽ làm rất tốt.
Chúng ta nhận được yêu cầu từ công ty phân phối SC, muốn khởi kiện công ty IAS vì việc không chấp hành đúng luật thuế. Tôi sẽ nhận vụ đó. Dạ. Sau cuộc họp, tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cho luật sư. Luật sư à? Luật sư à? Xin lỗi mọi người, tôi mất tập trung vì mãi nghĩ chuyện khác. Thành thật xin lỗi nha. Tôi nghĩ là luật sư cần một chuyến nghỉ dưỡng hơn là một cuộc họp lúc này đó ạ. Chúng tôi có thể tiếp tục cuộc họp này. Luật sư hãy đến hồ bơi khách sạn hay là phòng spa ở đó nghỉ ngơi đi ạ. Nghỉ ngơi vài 3 tiếng rồi quay về công việc cũng được mà. Thật sự là dạo này trong luật sư không được khỏe đâu ạ. Tôi thật sự thấy lo lắng đó. Vậy được rồi. Tôi sẽ để đầu óc thư giãn một lúc. Mọi người tiếp tục đi. Nè, đừng đứng của anh về ngay chưa? Hãy mang hết đi. Dạ, dạ tôi biết rồi. Những thứ ở sau đó, tức đâu sợ luôn. Dạ. Nhanh lên. Ở xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi đã nhận được một bức thư nặc danh tố cáo cảnh sát Hên Trung đây. Tố cáo hả? Chuyện gì? Trong thư nó cảnh sát Ha đã bỏ qua và thả ra một tội phạm phóng hỏa giết người. Gì? Ai có thể nói ra lời sảng bậy như vậy chứ? Ơi, cảnh sát Ha tuyệt đối không phải hạng người đó đâu. Ở đây có bằng chứng xác nhận tên tội phạm đã chuyển khoảng 100 triệu won cho cảnh sát Ha. Chính tên tội phạm cũng thú nhận như vậy. À đâu sao? Cậu đã để tên Shin Kang Ho được ra về như vậy là vì nhận hối lộ từ hắn ta sao? Nè Hai Ân Trung, cậu làm như vậy thật sao? Có phải là cậu không vậy? Hả Ân Trung à? Cảnh sát Ha à? Cậu nói cái gì đi chứ? Hả? Trời ơi! Họ là quan hệ cha con sao? Ba thì chống lại tập đoàn TH, đứa con thì chống lại ta. Ngay từ đầu họ đã chờ cơ hội để tấn công vào ta rồi, có phải không? Hắn ta không thể nào lẩn trốn suốt 25 năm nếu không có được sự giúp đỡ của một người khác nữa, thưa chủ tịch. Phải tìm ra được kẻ đó, kẻ giấu mặt nào đã âm thầm giúp đỡ hắn ta. Ta phải tự tay bắt kẻ đó và trừng trị hắn. Quy chế thời hiểu ư, dẹp ngay thứ rắc rưởi đó đi. Luật pháp có bỏ qua ta cũng không bỏ qua. Ta sẽ trừng trị chúng. Tự tay ta sẽ trừng trị bọn chúng. Lũ khốn kiếp. Đi thôi. Ngài định đưa bắt hắn bây giờ sao? Ta phải tận mắt nhìn xem ngã ta hiện giờ ra sao. Nếu không tự mình kiểm tra, thì khó có thể làm được cái gì khác. Không thể nghĩ được gì nữa ngoại trừ tình khốn kiếp đó. Đi thôi. Ai mà dứt chung liên tục thì trời. Luật sư à?